Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Trong bản tin ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với mùa xuân Praha 1968. Một cuộc cải cách chưa thành hình đã bị 200.000 quân khối Warsawa cùng với 5.000 xe tăng tiến vào và lập lại trật tự tại đất nước tiệp khắc. Kính thưa quý vị, từ giữa thập niên 1960, trong một bộ phận dân chúng và giới lãnh đạo tiệp khắc đã nhen nhóm ý tưởng khôi phục truyền thống Trung Âu, xem xét lại chính sách đối ngoại theo hướng thân phương Tây hơn và xa rời Moscow. Đến tháng 11 năm 1967, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản tiệp khắc, phái cải cách đứng đầu là Dubček đòi tách đảng khỏi chính quyền và tiến hành các cải cách kinh tế chính trị. Bí thư thứ nhất kiêm chủ tịch nước Vodonui đã không đủ sức ngăn cản trào lưu này. Đến tháng 3 năm 1968, chức bí thư thứ nhất của Vodonui bị mất về tay Dubček. Chẳng bao lâu sau khi chức chủ tịch nước cũng chuyển giao cho tướng Svoboda. Đến ngày 5 tháng 4, Ban chấp hành Trung ương thông qua cương lĩnh hành động tháng 4 với nội dung cải cách toàn diện các mặt đời sống đất nước. Ít lâu sau, Čenič, một trong những nhà lãnh đạo cải cách được bầu làm thủ tướng. Đến đây, thực chất chính quyền ở tiệp khắc đã lọt vào tay phong trào dân chủ mùa xuân Praha. Tin tức này nhanh chóng bay về Moscow. Vào thời điểm ấy, tình hình này đối với Điện Kremlin là không thể chấp nhận được, bởi nó có thể dẫn đến nguy cơ tạo khoảng trống trong vùng đệm ở phía Tây Liên Xô. Qua theo dõi, nghiên cứu và đánh giá, ban lãnh đạo KGB đi đến kết luận. Ở đây không còn là những tìm tòi về lý luận trong việc điều hành nhà nước xã hội chủ nghĩa như các nhà lãnh đạo tiệp khắc giải thích, mà nó có lẽ là một khuynh hướng nguy hiểm mà không thể gọi bằng một cái tên nào khác ngoài tàn dư phản cách mạng đang thai nghén và lớn lên. Còn nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, mặc dù gửi điện chúc mừng bí thư mới của Đảng Cộng sản tiểu khác là Dubček, nhưng rõ ràng những lời hay ý đẹp trong bức điện không phản ánh tâm trạng thực của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông cho rằng đã đến lúc không thể không có hành động. Chỉ hai ngày sau khi Vodonui bị cách chức chủ tịch nước, bất ngờ Brezhnev cho mời mà thực chất là triệu tập các nhà lãnh đạo Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Bulgari, Hungary và tiểu khác đến Moscow để bàn biện pháp ngăn cản hành động quá nóng của tiểu khác. Nhắc nhở Dubček về nguy cơ đang tiềm ẩn trong tình hình phức tạp ở nước ông có thể đe dọa lợi ích khối Warsawa và bày tỏ quyết tâm phối hợp hành động chống lại các phần tử chống xã hội chủ nghĩa. Về phần mình, Dubček đã cảm ơn lòng tốt của các đồng nghiệp, song cho rằng sự lo lắng và ý định phối hợp hành động của các đồng minh là không cần thiết vì Đảng Cộng sản tiệp khắc được đại đa số quần chúng ủng hộ và các cải cách đang diễn ra vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Kết quả là thông cáo chung vẫn đưa ra những lời hết sức nhẹ nhàng là tăng cường quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau và không can thiệp vào nội bộ của nhau. Trong khi đó, tại tiệp khắc không khí vẫn sôi sùng sục. Người ta ăn mừng chiến thắng của đội tuyển khúc côn cầu trước đội tuyển Liên Xô trong trận chung kết của Đại hội Olympic mùa đông một cách tưng bừng. Hàng ngàn người đổ ra đường, các nhân vật bất đồng chính kiến ngày xưa nay bỗng dưng xuất hiện như nấm. Họ diễn thuyết mọi nơi trong thành phố. Những kẻ bị xử oan trong các vụ việc trước đây công khai phát biểu chống xã hội chủ nghĩa. Ngày 27 tháng 6, xuất hiện kiến nghị có chữ ký của 70 nhà hoạt động xã hội, được cho là tuyên ngôn 2.000 chữ. Bản kiến nghị bày tỏ lo lắng vì quá nhiều phần tử bảo thủ ủng hộ chế độ độc quyền chuyên chế cực kỳ còn nằm trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước tiểu khác, làm tiến trình phục hưng bị đe dọa. Kêu gọi nhân dân ủng hộ đảng một cách tốt hơn và trung thực hơn, ủng hộ tiến trình phục hưng dân chủ và đứng dậy cầm vũ khí. Tuyên ngôn lập tức gây phản ứng gay gắt với Điện Kremlin. Brezhnev gọi điện thoại cho Dubček chính thức phản đối tuyên ngôn phản cách mạng này và yêu cầu Đảng Cộng sản tiệp khắc làm rõ lập trường của họ về vấn đề này. Đến ngày 8 tháng 7, Brezhnev gửi thư yêu cầu Dubček tham gia hội nghị những người đứng đầu các nước khối Warsaw để thảo luận về mối đe dọa đối với chủ nghĩa xã hội ở tiệp khắc mà tuyên ngôn 2.000 chữ này gây ra. Được sự ủng hộ của đoàn chủ tịch, Dubček đã khước từ lời mời và đề nghị phải tiến hành hội đàm song phương, sau đó mới tiến hành hội nghị cấp cao. Đến ngày 15 tháng 7, hội nghị nguyên thủ khối Warsaw vẫn diễn ra tại thủ đô Ba Lan mà không có đoàn tiệp khắc tham gia. Hội nghị thông qua tuyên bố với lời lẽ cứng rắn: chúng ta không thể đồng ý để các thế lực thù địch lôi kéo các bạn của chúng ta xa rời con đường chủ nghĩa xã hội. Đây không còn là công việc nội bộ của các bạn tiệp khắc mà là công việc chung của các nước khối Warsaw. Đây là thông điệp cuối cùng buộc các nhà lãnh đạo tiệp khắc phải lựa chọn: hoặc phải theo Moscow hoặc sẽ bị đàn áp. Song Praha vẫn tỏ ra ương bướng, không chịu khuất phục. Thay mặt Trung ương Đảng, Dubček viết thư trả lời tuyên bố Warsaw là Đảng Cộng sản tiệp khắc sẽ kiên trì đường lối của mình và rằng ở tiệp khắc không có tình hình phản cách mạng như tuyên bố này đề cập. Tuy vậy, phía Liên Xô vẫn chưa hết kiên nhẫn.
Liên tiếp trong 4 ngày, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, tại một thị trấn nhỏ ở Tiếp Khắc, nằm gần biên giới ba nước Liên Xô, Tiếp Khắc và Hungary, diễn ra các cuộc hội đàm căng thẳng giữa Brezhnev và toàn thể đoàn chủ tịch Đảng Cộng sản Tiếp Khắc. Lập trường hai bên đã ở thế đối đầu, hội nghị bế tắc rồi lại khai thông, suýt tan vỡ rồi lại tái nhóm họp. Brezhnev lên án Tiếp Khắc phản bội sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản, phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa đế quốc, cảnh báo tự do báo chí đang đe dọa vai trò Đảng Cộng sản. Nó làm gây nguy cơ xa rời khối Warsaw. Còn Dubček một mực nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của cải cách ở Tiếp Khắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân đạo. Cuối cùng thì ngày 1 tháng 8, hai bên vẫn ra được thông cáo chung với nội dung rất tẻ nhạt và chung chung như chống đế quốc, chống xét lại, đoàn kết và trung thực. Tối hôm đó trở về Praha, vây quanh bởi các ủy viên đoàn chủ tịch mỏi mệt cao có với giọng nói khàn đặc, Dubček đã nói với các phóng viên rằng ông ta mang về tin tức tốt lành, mọi người Tiếp Khắc có thể ngủ yên. Báo chí phương Tây cũng ầm ĩ lên tiếng ca ngợi thắng lợi của cải cách Tiếp Khắc. Người Tiếp Khắc đổ ra nước ngoài nghỉ phép, kể cả phó thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao. Bản thân Dubček hiểu rằng đây chỉ là một bước đệm trước khi giông tố xảy ra. Song ông ta đã sai lầm về thời gian. Dubček đã nói với ban lãnh đạo và bạn bè: "Chúng ta đã dành được 3 đến 6 tháng để xả hơi, nhưng trên thực tế, Liên Xô chỉ cho ông ta có 3 tuần." Ngày 11 tháng 8, quân đội Liên Xô bắt đầu cuộc diễn tập tại gần phía đông, đông nam và phía bắc của Tiếp Khắc. Ngày 14 tháng 8, các đơn vị Liên Xô đóng tại Cộng hòa Dân chủ Đức báo động khẩn cấp. Ngày 16 tháng 8, nguyên soái Liên Xô Kulikov bay đến Đông Berlin và sau đó Warsaw thị sát tình hình. Đến lúc này, Dubček thực sự cảm thấy nguy cơ đã đến gần. Chiều 17 tháng 8, ông ta triệu tập đoàn chủ tịch họp thâu đêm thông qua chương trình cho hội nghị trung ương sẽ bắt đầu ngày hôm sau. Song đã muộn. Ngay trong đêm đó, chiếc máy bay đầu tiên chở các chuyên gia ổn định trật tự của Liên Xô đã hạ cánh xuống sân bay Praha. Ngày 18 tháng 8, Brezhnev lần lượt gọi điện cho các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Hungary và Bulgaria thông báo ban lãnh đạo Liên Xô đã ra lệnh cho quân đội tiến vào Tiếp Khắc. Ngày 19 tháng 8, Bộ Chính trị Liên Xô họp khẩn cấp và bí mật phê chuẩn hành động quân sự này. Cùng ngày, Thủ tướng Kosugin thông báo cho Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson rằng Liên Xô sẵn sàng gặp Mỹ ở cấp cao nhất để thảo luận với Mỹ về vấn đề Việt Nam và giải trừ quân bị. Đây thực ra chỉ là biện pháp gây nhiễu của Điện Kremlin. Ngày 20 tháng 8 năm 1968, Liên Xô bắt đầu triển khai một hành động quân sự được xem là thành công nhất trong lịch sử đương đại. Chiều hôm đó, sân bay Luki ở Praha nhận được tín hiệu xin hạ cánh khẩn cấp của hai máy bay dân dụng Liên Xô đang trên đường tới Nam Tư vì lý do trục trặc kỹ thuật. Theo thông lệ quốc tế, vì Luki là sân bay quốc tế nên không thể từ chối những yêu cầu tương tự. 11 giờ đêm, không có bất kỳ thông báo nào, Liên quân Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Hungary và Bulgaria bất thình lình tràn vào Tiếp Khắc từ bốn hướng Đông, Nam, Bắc và Đông Bắc. Dẫn đầu là sư đoàn cơ giới tinh nhuệ của Liên Xô đã ém sẵn từ đợt diễn tập trước đó. Đồng thời, các hành khách trên hai máy bay bị trục trặc kỹ thuật. Họ chính là các chiến sĩ đặc nhiệm Liên Xô lấy vũ khí để sẵn sàng trong các vali hành lý và nhanh chóng đánh chiếm sân bay. Hai chiếc máy bay hỏng hóc bắt đầu hoạt động như những radar. Dưới sự dẫn đường của hai bộ radar này, các máy bay vận tải cỡ lớn AN-2 nhanh chóng hạ cánh cùng với xe tăng, xe bọc thép chở quân, đại pháo, xe tải và các nhu yếu phẩm. Những chiếc xe hơi gọn nhẹ chở các nhân viên KGB dẫn đường cho các đoàn xe bọc thép từ sân bay tiến thẳng đến các mục tiêu quan trọng trong thành phố Praha. Chưa đầy 24 giờ, tư lệnh chiến dịch báo cáo về Moscow là các cánh quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ lãnh thổ Tiếp Khắc bị đánh chiếm, hầu hết các nhà lãnh đạo cải cách chủ chốt đã bị bắt giữ. Quân đội các nước Warsaw còn đóng lại ở Tiếp Khắc một thời gian nữa cho đến khi ban lãnh đạo mới của Tiếp Khắc do Husak đứng đầu ổn định được tình hình. Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia và họp suốt đêm 20 tháng 8. Điều mà Mỹ quan tâm còn lúc này không còn là Tiếp Khắc nữa, mà liệu Liên Xô có nhân cơ hội này tiến quân tiếp về phía Tây hay không. Ngày hôm sau, Lyndon Johnson tuyên bố: "Thật đáng tiếc là Liên Xô và đồng minh đã tiến hành xâm lược một nước không có khả năng tự vệ, và như vậy đã vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân danh nhân loại mong muốn hòa bình, tôi yêu cầu Liên Xô và các nước khối Warsaw rút toàn bộ quân đội ra khỏi Tiếp Khắc." Tiếp đó, trong buổi họp báo sáng 22 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói: "Hành động này tổn hại đến quan hệ Đông Tây, song chúng tôi chưa xem xét vấn đề trả đũa hay trừng phạt." Liên Xô đã đúng trong các phán đoán của mình. Nước Mỹ đang để cho 60 vạn tinh binh xa lời tại Việt Nam, không còn bụng dạ nào và sức lực để đối địch với 50 vạn quân khối Warsaw sung sức và được trang bị hiện đại. Sau này, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng để đánh chiếm Tiếp Khắc thực ra không cần đến số đông quân và mạnh đến như vậy.
Chẳng qua là Liên Xô không để cho người Tiệp có ý nghĩ dám kháng cự, đồng thời còn cho phương Tây hiểu rằng nếu họ phát động chiến tranh ở châu Âu thì họ sẽ không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, lúc này Washington lại say sưa với liều thuốc mê hội đàm cấp cao nhất mà Thủ tướng Kosygin đã mồi cho họ trước đó. Họ đang muốn sự hòa diệu trong quan hệ Đông Tây. Vì thế, họ muốn quên đi nhanh những sự kiện tiểu khác như một đoạn nhạc không vui trong một màn diễn lớn.